muốn được gửi tới toàn thể các quý khách khi có mặt tham dự vào sự kiện đặc biệt ngày hôm nay. Một nhân vật xuất hiện của Bảo Khán Gia vô cùng điển trai với mặt trình diện cũng rất ấn tượng. Chúng tôi xin được mời quý vị sẽ cùng thưởng thức những món quà vô cùng tuyệt vời mà ban tổ chức muốn được dành tặng cho tất cả chúng ta. Quả cảm và cuối cùng đó là sự thành công.